đạt được mấy hôm thì hết rồi. Để quay cái mạng lên rồi một lâu không? Xem thằng mọi người nha, chỉ mọi người nó có trở lại mọi người xem thằng tôi biết xem chính của mình ngày hôm nay thì mình sẽ mình hoàn thành cái xe hình này cũng thế cùng mọi người nhé, tham mọi người vào tham nhé, bắt cùng mọi người tham sẽ biết được thằng cách mình tôi mình xem mình nhé. Và đây là cái chân của mình ngày hôm nay các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu. Cho thần lọ một ong của mình hơi sắc đó màu cam nha. Và tiếp tục thì mình sẽ tô màu hồng cho chiếc kia mà con gấu mình đang cầm, và màu tím. Và tiếp tục thì mình sẽ tô màu đỏ sẽ còn con gấu này của mình nhé. Là phần tai của con gấu các bạn. Rồi mình đã tối phần đầu của con gấu và sắc đã là màu đỏ rồi nha.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh hình ảnh về con gấu cùng với lọ mật ong của mình ngày hôm nay nha các bạn. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là trên tay của mình là bức tranh hình ảnh con gấu cùng với lọ mật ong và con ong đã được vài người rất là nhiều con loại màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu rất là màu bức tranh này của mình nha. Con gấu nha, đi sau của mình. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh. Chính vì mình vào hôm nay thì mình rất là muốn hoàn thành bức tranh hình ảnh của xã hội. Các bạn cùng mình rõ hết thì ra được cái cách mình tô màu cho tranh nhé. Đó là bức tranh của mình ngày hôm nay. Mình sẽ sử dụng màu tím để tô cho phần trên.